Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Tin cực kỳ khẩn cấp, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình bị khai tử vi phạm quá nhiều sai lầm. Thưa quý vị, theo một nguồn tin thân cận cho biết, ông Tập Cận Bình sắp bị phế truất vì đã có những chỉ đạo sai lầm khi liên tiếp gây ra những cuộc chiến tranh và gây ra con virus corona dẫn đến cảnh lầm than trong dân chúng. Và hôm qua, giới thạo tin cho biết Bắc Kinh đã lên kế hoạch cách chức Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình vì người đứng đầu của Trung Quốc dám tuyên bố sẽ phát động 7 cuộc chiến tranh kể từ năm 2021 đến năm 2030. Ngoài ra, ông Tập muốn gây đau thương cho nước Mỹ nhằm phế truất Tổng thống Joe Biden, một đối thủ mà ông Tập cho rằng cần phải được loại bỏ. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ điểm qua 7 cuộc chiến tranh mà Trung Quốc dự kiến sẽ phát động trong giai đoạn 2021 đến 2030, được đăng tải trên tờ báo Washington Post của Mỹ. Bài báo có tựa đề 7 cuộc chiến tranh Trung Quốc sẽ tiến hành trong vòng 10 năm tới và bài báo viết rằng Trung Quốc không phải là đại cường duy nhất trên thế giới, sự sỉ nhục của dân tộc Trung Hoa, sự nhục nhã của con cháu hoàng đế vì sự thống nhất và phẩm giá quốc gia, Bắc Kinh phải tiến hành 7 cuộc chiến tranh trong vòng 10 năm tới. Một số cuộc là chiến tranh trong khu vực, nhất là với các nước láng giềng xung quanh Trung Quốc như Ấn Độ, Nepal, Triều Tiên, Nhật Bản, Liên bang Nga, Đài Loan, Mông Cổ và Myanmar. Cùng với đó là một số cuộc chiến tranh khác có thể có tính chất tổng lực, ví dụ như việc tấn công Mỹ để hạ bệ chính quyền Tổng thống Joe Biden. Và bất kể chúng như thế nào, tất cả các cuộc chiến tranh đó đều là tất yếu để tái đất nước thống nhất Trung Hoa đại lục. Theo một nguồn tin trong nội bộ của chính phủ Trung Quốc cho biết, sau khi kết thúc 7 cuộc chiến tranh này, chính quyền của ông Tập Cận Bình hy vọng Bắc Kinh sẽ trở thành cường quốc kinh tế và quân sự số 1 trên thế giới, vượt qua Mỹ và Nga, theo đúng ý nguyện của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình. Nhưng theo giới phân tích cho biết, nếu xảy ra 7 cuộc chiến tranh trên, thì người khổ nhất chính là hơn 1,4 tỷ dân Trung Hoa. Vì thế, nhân dân Trung Quốc liên tục phản đối chính quyền ông Tập Cận Bình vì đã gây ra những cuộc chiến tranh. Trên tờ báo Washington Post của Mỹ còn viết tiếp, sau khi trở thành ngôi vương của Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ cùng châu Âu, Mỹ, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và cả châu Phi cùng Brazil sẽ thiết lập trật tự thế giới mới theo sắp xếp của ông Tập Cận Bình. Và nghe tới đây chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng tại sao chính quyền của ông Tập Cận Bình lại gây ra nhiều tội lỗi đến như vậy? Xin thưa với quý vị rằng, 7 cuộc chiến tranh mà Trung Quốc sắp phát động bao gồm những cuộc chiến tranh sau. Cuộc chiến tranh thứ nhất, Trung Quốc sẽ chiếm trọn 95% diện tích của Biển Đông bằng yêu sách đường 9 đoạn hay còn gọi là con đường lưỡi bò. Trung Quốc sẽ làm mọi giá và mọi cách để độc chiếm Biển Đông về tay Bắc Kinh, bất chấp luật pháp của quốc tế và Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Trung Quốc cũng phớt lờ những cảnh báo của các nước trong khu vực Đông Nam Á và cộng đồng trên thế giới. Bắc Kinh tuyên bố sẽ chiếm được Biển Đông và Biển Đông chắc chắn sẽ thuộc về Trung Quốc. Biển Đông rất quan trọng cho Bắc Kinh, vì thế chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ không bao giờ để tuột Biển Đông vào bất kỳ một ai, bất kỳ một nước nào trên thế giới, nhất là thuộc về tay Mỹ. Cuộc chiến thứ hai mà Trung Quốc muốn diễn ra đó chính là thu hồi Đài Loan và Hồng Kông về tay cho Trung Quốc đại lục. Người Trung Hoa cho rằng không thể thống nhất êm thấm với cả Đài Loan được, bởi vì chính quyền nữ Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn rất cứng rắn và kiên định với cả Trung Quốc. Và theo giới phân tích cho biết, cuộc chiến tranh thứ nhất và thứ hai dự kiến sẽ được Trung Hoa tiến hành vào giữa năm 2020 cho đến hết năm 2025. Giới phân tích cho rằng Trung Quốc không dễ dàng có thể chiếm đóng được Biển Đông và Đài Loan, bởi vì nó còn phụ thuộc vào tình hình chung của thế giới. Sự tham dự mạnh mẽ của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, Nga, Liên minh châu Âu, EU, Anh, Pháp, Đức, Italia và Tây Ban Nha cùng một khối ASEAN thống nhất và thịnh vượng, nhất định Trung Quốc sẽ bị thất bại thảm hại. Cuộc chiến thứ ba, Trung Quốc muốn chiếm đóng một phần lãnh thổ của Bắc Triều Tiên, bởi vì khi khống chế được Triều Tiên, Trung Quốc sẽ làm vua của tên lửa, khi đó Bắc Kinh sẽ không sợ một nước nào trên thế giới như Triều Tiên bây giờ. Tuy nhiên, trong những ngày vừa qua, chính quyền ông Tập Cận Bình đã 5 lần 7 lượt đem quân đội đi xâm chiếm Bình Nhưỡng, nhưng đều bị quân đội của ông Kim Jong-un đánh cho chạy toán loạn.
cuộc chiến thứ tư chính quyền của ông Tập muốn đánh chiếm quần đảo Senkaku của Nhật Bản, nơi mà Trung Quốc gọi là quần đảo điếu ngư của Bắc Kinh, bởi quần đảo này có một vị trí địa chính trị cực kỳ thuận lợi ở vùng biển Hoa Đông. Nơi đây Trung Quốc và Nhật Bản vẫn thường xuyên xảy ra các cuộc đụng độ nảy lửa với nhau trong suốt thời gian dài. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát cho biết, tất cả các cuộc đụng độ với Nhật Bản, Bắc Kinh luôn là kẻ thất bại. Cuộc chiến tranh thứ năm chính là xâm lược Mông Cổ. Người Trung Quốc gọi Mông Cổ là Ngoại Mông, một phần tách biệt khỏi Trung Quốc, phân biệt khu tự trị Ngoại Mông, một tỉnh của Trung Quốc. Thậm chí Bắc Kinh còn khẳng định lãnh thổ của Mông Cổ là một phần không thể tách rời với cả Trung Quốc đại lục. Trong những năm 1960, nó đã được cai trị bởi người Trung Quốc. Nhưng trên thực tế, nếu đi ngược lại thời gian, chính Mông Cổ mới là quốc gia cai trị Trung Quốc trong suốt thời gian dài. Bất luận phải trái như thế nào thì Trung Quốc vẫn đang thực hiện âm mưu và mưu đồ chiếm lại vùng đất này. Sau khi cuộc xâm lược Đài Loan, Hồng Kông và Biển Đông, Biển Hoa Đông được kết thúc, giống như việc thu hồi Hồng Kông và Đài Loan và Biển Đông, Trung Quốc sẽ cùng người Mông Cổ thực hiện một cuộc trưng cầu dân ý thống nhất đất nước với cả Trung Hoa đại lục. Và nếu được ủng hộ, Mông Cổ sẽ chấp thuận với cả điều luật của Trung Quốc một cách hòa bình. Ngược lại, nếu như người Mông Cổ không chấp thuận, chiến tranh sẽ xảy ra. Theo giới phân tích cho biết, Trung Quốc không chỉ chuẩn bị chiến tranh xâm lược quân sự, mà còn chuẩn bị về mọi mặt để tiếp cận quốc gia láng giềng này. Thưa quý vị, ông Tập Cận Bình tin rằng vào thế kỷ 21, Trung Quốc sẽ là cường quốc số 1 trên thế giới. Và lúc đó, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Đức hay một nước nào đó trên thế giới sẽ bị suy yếu, nên việc xâm lược Biển Đông, Đài Loan, Hồng Kông, Mông Cổ bằng con đường ngoại giao lẫn dùng vũ lực sẽ rất nhanh chóng và thuận lợi cho Bắc Kinh. Và cuộc chiến tranh thứ 6 mà chính quyền ông Tập Cận Bình muốn gây sự đó là thu hồi lãnh thổ của Nga bị Nga chiếm đóng trong lịch sử. Mặc dù hai nước đã được phục hồi kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, nhưng chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn xem Nga là kẻ thù số 1 và là kẻ thù chuyển kiếp. Cả hai bên còn tồn tại rất nhiều những mối ngờ vực cho tới tận bây giờ. Theo quan điểm của phía Trung Quốc, Nga đã chiếm giữ hàng trăm km vuông đất của Trung Quốc từ thời nhà Thanh. Tờ báo của Mỹ còn cho biết vào năm 2030 khi Nga suy yếu thì Trung Quốc sẽ phát động một cuộc chiến tranh biên giới để thu hồi vùng đất nói trên. Và cuộc chiến tranh cuối cùng chính là cuộc chiến tranh thứ 7 mà Trung Quốc muốn gây ra. Đó là chiến tranh tổng lực với cả Mỹ, từ kinh tế cho đến quân sự để vùi dập Hoa Kỳ, loại bỏ Tổng thống Joe Biden. Chính quyền của ông Bình tin rằng vào thời điểm giữa năm 2025 tới năm 2030, các phương diện như kinh tế, quân sự, vũ trụ, tên lửa của Trung Quốc sẽ vượt mặt Mỹ. Nếu như phát động một cuộc chiến tranh tổng lực, chắc chắn Hoa Kỳ sẽ bị suy yếu và bị thất bại thôi. Thưa quý vị, trên đây là 7 cuộc chiến tranh mà chính quyền ông Tập Cận Bình muốn phát động từ cuối năm 2020 đến hết năm 2030, bởi vì người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, muốn Bắc Kinh trở thành siêu cường quốc trên toàn thế giới, vượt qua Mỹ và Nga hay Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức. Nhưng ý nguyện trên của chính quyền ông Tập Cận Bình đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của hơn 1 tỷ người dân Trung Quốc, bởi vì một lý do đơn giản là những người dân vô tội của Trung Quốc, họ không muốn gây ra thù hằn, họ không muốn gây ra chiến tranh, bởi vì chiến tranh sẽ làm cho sự mất mát, bị đau thương và làm tổn hại cho nền kinh tế của thế giới. Chính vì nguyên nhân và lý do trên mà những người dân ở nước Trung Hoa đại lục đang lên kế hoạch lật đổ chiếc ngai vàng của ông Tập Cận Bình và các diễn biến liên quan tới những tình hình đó, chúng tôi sẽ thu thập và gửi cho quý vị vào các bản tin kế tiếp. Còn chương trình hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi từ cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại.